Hello. Và bây giờ tụi mình đã ăn sáng. Chuẩn bị đi đâu đấy? Chị đây. Bây giờ mình sẽ mình rất là kiểu không thay đồ sẵn hết rồi và siêu siêu háo hức để được đi đi rước dâu và đi lễ nhà thờ. Quá. Em có thể mở ra cho chị không? Nhưng mà đừng lấy tiền ra nha. Sao cho mượn xem nha. Rồi. Ok. Trân trọng kính mời chị. Hey, đến nhiều buổi tiệc rượu chung vui của cùng gia đình chúng tôi tại trung tâm nghỉ ăn cái này là buổi tối. Đúng không? Này, đây cái này nó mới là lễ thành hôn nè. Nguyễn Tiến Nhân và Nguyễn Đỗ Phương Nguyên đúng không? Nhà thờ Hà Nội. Ồ, đây là lần đầu tiên mình đi lễ Hà Nội tại nhà thờ. Đây là ở cũng rất là xa, bây giờ tụi mình đang chuẩn bị còn chờ mỗi bạn Thịnh Suy để Thịnh Suy bạn hiện nay để bắt đầu book grab và chạy qua bên nhà của Danh và sau đó là như 10 giờ. Mình có mặt đúng không? Ok. Đây, bây giờ là tụi mình đang bỏ phong bao để lát tới là quất luôn. Ê, quần mặc quần ôm lem lem, mặc quần ôm mọi người ơi. Ôm dính cả mông vào rồi kìa. Chết rồi. Để tôi tự quay phía trước nè. Rồi đâu, được, nhìn em giống Adam lên lắm. Tâm lý. Không, nhưng nhìn cao mà nhìn đẹp trai lắm luôn ấy. Bây giờ tụi mình đang đi lên nhà của Danh cùng với các bạn trẻ. À đây, à đây. Hello. Chết rồi. Đây là ca sĩ chuẩn bị lên hát bài Gọi Đỏ ơi. Dư Ngọc Thái. Dư Ngọc Thái. Sao ấy? Nhà dơ lắm. Thôi. Nhà dơ mà xin mình. Xin chào, đây là nhà của mình. Nhà rất dơ. Ồ, dơ thật. Công nhận dơ thật. Đây là ai? Ben Phạm. Vẫn đang ngồi ăn. Mấy giờ rồi mà bây giờ chưa sửa soạn hả? Mấy người bảo tụi tôi là 10 giờ tới. Ồ, oh, hello. Ồ, gương xinh đấy. Nhà này. Đúng là phải cái vợ thôi. Không cái vợ không được. Hả? Nhà như cái đống hồ luôn. Thôi tôi chú rể đây. Ôi, gắt kìa. Mọi người ơi, bóc phốt. Ôi, đẹp ấy. Nó đi kiểu đi xuyên suốt sâu vào. Xuyên suốt sâu. Sorry. Đây, em nhảy đi, chị làm MV cho em nè. Hài ba. Phủ đi ra. Nhưng mà chấn bên này rồi nè. Đấy. Xa thế. Tí nữa chị đi ở giữa, chị đi cái này đi ở giữa, đi ở giữa hai bên cái hàng. Ok. Ok. Ra đi vô luôn. Ok. Quên đi một đứa mặc đồ này. Nghiêm túc nào? Nghiêm túc. Nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Mau lên. Đấy, đúng rồi. Này nghiêm túc chứ không phải là găng nhá. Nó khác nhau nhá. Đấy, đây là gương mặt nghiêm túc chuẩn này. Okay. Đây là 1 tỷ nha mọi người, 1 tỷ nha mọi người. Đám cưới gắt nhất. Nên rất đơn giản nhưng mà không bì nó phải kiểu phức tạp. Thấy mỏng không? Ừ. 1 tỷ mọi người, tấm xét 1 tỷ đồng. Oh my god. Wow. Không có gắt gì đâu ha, gia đình cũng tệ mà. Rồi đây, hai cái nữa nào, đúng quá.
Rồi, ok, vô đi. Ý, yêu á. Ghê, 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 ghê. A few moments later. Hello, đây là bạn stylist nè, là Minh Mạnh nè. Xinh quá à. Đây là Vinh Vũ chụp. Bộ ảnh đó chụp tại Đà Lạt, rất là xinh, Vũ rất là xinh. Siêu xinh, siêu xinh. Có một tấm mình rất là thích luôn, nhưng mà để từ từ mình sẽ tìm cho mọi người. Ui, mình thích cái danh này, ghê 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 không, ghê không, ghê không. Ồ, đẹp quá à. Đây nha. Đấy. Cái này là chụp trong bao nhiêu ngày nhỉ? Chụp một ngày các bạn ạ. Đúng một ngày. Ok, quanh đây nha. Ở đâu? Đà Lạt.